Có con gà không? Copy me. Hi, hello Jin. Chào Hello. cô đi Hello. chứ. Okay, hi Hello. you. I'm fine. Okay. Okay, very Chào good. Have cô. you had dinner yet? Yes, I will have dinner. Yes, I have had dinner. Cô hỏi con thì hiện tại hoàn thành á, con sẽ trả lời là yes, I have. Have you had dinner yet? Hiện tại hoàn thành đúng không nào? Con đã học thì hiện tại hoàn thành chưa? Dạ dạ. Chưa. Chưa học đúng không nào? Rồi không sao. Cái gì sau này mình sẽ học ha. Ok. Rồi how about your homework? Còn bài tập bữa hổm cô giao cho con đã làm chưa? Dạ rồi. Rồi con show cho cô cái bài của con ha. Dùng chức năng share screen cho cô nha. Đâu ta? À đây. Khai chính tả. Rồi đọc bài cho cô nào, rồi dịch cho cô. My house is bungalow house. My house is old. It was built 15 years ago. My house has 5 rooms. It's 2 bedrooms, living room, kitchen, toilet, and bathroom. Our living room has a TV. A two table for study, a TV, two table for study, and a sofa. Our bedroom has a bed, a loft, and a table. Our kitchen has a table for each stove and a kitchen cabinet. Our bedroom has a shower. Cái gì vậy? Our bathroom has a shower, trap, and a rat. Our toilet has a sink, paper, and toilet. I love my house very much. Nhà của tôi là một ngôi nhà chợt. Nó, nhà của tôi thì cũ. Nó được xây dựng 15 năm về trước. Nhà của tôi có 5 căn phòng. Đó là 2 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh và phòng tắm. Phòng khách của chúng tôi có một cái tivi, hai cái bàn để học và một cái ghế sofa. Phòng ngủ của chúng tôi có một cái giường, một cái tủ quần áo và một cái bàn. Phòng ba bếp của chúng tôi có một cái bàn để ăn, một cái bếp và một cái tủ bếp. Phòng tắm của chúng tôi có một cái vòi sen, những cục xà bông và cái thau, một cái thau. Nhà vệ sinh của chúng tôi có một cái bồn rửa tay, giấy và bồn cầu. Tôi rất là yêu quý căn nhà của tôi. Rồi, ok, đầu tiên ha. Chữ đầu tiên mình chữ này ha, mình đọc là bungalow chứ không phải là bungalow ha. Bungalow house. Bungalow house. Rồi tiếp theo my house is old is, cái chỗ này con đã dùng was rồi thì con không có dùng cái phẩy s này nữa ha. Bỏ cho con cái phẩy s này nha. Rồi is were built. Đây là động từ bất quy tắc nên mình sẽ dùng là built tờ ha. Built tờ. Built tờ. Đâu ta? Để đây ha, built. Right, 15 years ago. It was built 15 years ago. My house has 5 rooms. Okay. It. Đây, từ này mình sẽ dùng là từ has, đúng không? It has. It has 2 bedrooms. Right, it has 2 bedrooms.
It had two bedrooms, living room, kitchen, toilet and bathroom. Cái chữ toilet and bathroom này là toilet là và bathroom là một ha. Năm nhà con chia ra luôn. À chia ra luôn. Rồi cô hiểu rồi. Rồi từ bathroom của con đừng có cách cho cô nha, nó dính liền với nhau. Rồi đây dính liền nha. Rồi chỗ nào cô sửa con sửa luôn cho cô cho nó dễ nè. Rồi. B-U-I-L-T. Mà bỏ từ S. Rồi S. Rồi. Our living room has a TV phẩy. A TV phẩy. Rồi, khi mình nói liệt kê tiếp theo mình phải phẩy ha. Two table, thêm S cho cô. Tables. Hai trở lên mình phải thêm S ha. Two tables. Rồi, thêm S cho cô chữ table. Đúng rồi. Two table for study. Two table. Hai bàn cho học ha. Con bỏ chữ for study cho cô. Một là hai cái bàn thôi. Còn nếu như con muốn nói bàn học thì mình dùng là study table. Đưa chữ study ra phía trước chữ table ha. Rồi, and sofa. Cho cô cái lượng từ trước chữ sofa ha. Bao nhiêu cái, một cái hay mấy cái? Nếu không mình phải thêm S vào. Nhiều cái hay là một cái. Rồi, our bedrooms. Rồi, our bedroom tại sao lại là số nhiều ha? Nhiều phòng đúng không? Tương tự chữ bedroom con cũng không cách cho cô. Không có cách nha. Rồi, nếu như con muốn nói là những căn phòng của chúng tôi thì chữ has này con phải chuyển sang số nhiều cho cô nè. Have. What? Đúng rồi, bởi vì số nhiều đúng không? Những căn phòng thì phải là have. A bed, a closet and a table. Ok. Our kitchen had a table. Tương tự cái đó luôn ha. Rồi ngay chỗ mà chữ ít con bỏ chữ ít cho cô. Đó. Chữ ít trước chữ table á. Thêm cho cô chữ in á, không phải là bỏ mà thêm chữ in cho cô, tương tự ở trên chữ study cũng thêm in cho cô, đúng rồi. Eating. Rồi ở trên studying. Rồi. Okay. Rồi chữ eating là có phải là nằm trong năm cái nguyên âm không nào? Nên mình phải thay chữ ờ bằng chữ gì? An eating table. Stove and a kitchen cabinet. Nhưng mà cái từ table này ha, cái từ eating table thường cô cảm thấy nó đúng nhưng mà nó người ta không thường dùng. Con thay cho cô chữ eating bằng chữ dining đi. Dining table. Bạn ăn thường dùng chữ dining hơn ha. D-I-N. Đúng rồi, dining table. Giống như là dining room ha, phòng ăn ha. Thì chữ dining này. Stove and a kitchen cabinet. Rồi trước chữ stove con, nếu như sửa thành chữ dining thì trước đó phải là chữ ờ ha. A dining table. Rồi con nhớ nha. Khi mà mình ờ mình phải chuyển đổi linh hoạt, giữ vô cái từ phía sau ha. Tiếp theo, stove có lượng từ không? Một cái hay là nhiều cái? Dạ. Stove. Stove. Rồi, đúng rồi. A kitchen cabinet. Rồi, our bedroom has a shower. Shaft and a brass. Our toilet has a sink paper. Rồi cái chữ cuộn giấy vệ sinh con tra lại cho cô ha. Hình như không phải là paper đâu, mà là hình như là paper sprawl thì phải. Giấy vệ sinh. Check lại cho cô nha. Cô nói sao?
Okay, con check lại giúp cô chưa là toilet paper có chữ roll không ha? Roll là cuộn á. Đi cô là thấy lớp bé là giờ nó đâu thì để học rồi. Để mẹ nói chuyện với bác coi. Toilet paper. Toilet paper. The wrong chứ sao cơ? The wrong hình như là S C O L L thì phải. Cô nhớ là như vậy ha. O L L là vậy á. Hả? Con mật máy số này nè. Các bạn nè, rồi ít cộng. Rồi ai nó học chuyên hóa đi. Này đi bác sĩ đó. Đúng không? Chữ cổ đúng không? Dạ. Rồi, thêm chữ đó cho cô. Thêm chữ chữ cổ vô, đúng rồi. Thêm chữ toilet vô là cổ giấy vệ sinh. Không, thêm cái chữ cổ vô cho cô. Cái chữ strong hồi nãy con có tra được cái chữ đó không? Nhà đây con ghi con strong paper toilet là ra cuộn giấy vệ sinh. Đúng rồi, vậy con ghi chữ đó cho cô. Nếu như con tra Google nó ra thì mình phải dùng từ đó ha. Đâu ta? Đi ơi. Dạ. S-C-O-L-L. Ô, đâu rồi? Dạ, đâu quá. Xuống tới nhà bác nha. Bà ơi. Sao cô thấy nó vẫn sai sai, con đợi cô chút xíu ha. Đào đặt. Như thiếu chữ gì đó. À thì chữ R. R. Đây. Thì chữ R. Rồi ok, cái chữ R đó con đưa phía cuối cho cô ha. Rồi cái chữ R nó sẽ viết là R O double L, chữ R, chữ O và hai chữ L ha, chữ R đó. Rồi. Toilet paper roll. Paper. Toilet paper roll. Đây ha. Con có thấy cái chữ mà cô ghi không? Nhìn đâu? Toilet paper rolls. Còn con thấy như nào? Rồi, toilet đầu tiên sẽ là chữ toilet ha, rồi chữ paper. Toilet rồi paper. Rồi, toilet chưa? Toilet trước rồi tới paper. Rồi Ron, R O double L. R O double L. Hai chữ L ha. S thêm S cho cô. Rồi. And I told it, I love my house very much. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo Trinh thử viết cho cô một cái đoạn về cái your dream house, căn nhà mơ ước của con ha. Đây là ngôi nhà con đang sống. Bây giờ viết cho cô một đoạn về cái căn nhà mà con muốn sống trong tương lai.
đang coi cái dạ cái chỗ đó đâu ta nhà muốn sống là nhà nào ta là con cái nhà mà con mơ ước á cái căn nhà mà con muốn sống trong tương lai á đang không biết nữa. Ý là con có cho con có muốn sống trong một căn nhà như thế nào không? Ví dụ như là gần biển hay là nhà lầu hay là nhà có sân vườn, nhà có hồ bơi vân vân thì đó là căn nhà mơ ước của con ha. Không, chưa suy nghĩ ra đúng không? Rồi sao bữa sau ha. Con cứ viết đi rồi bữa sau mình sẽ sửa cái bài đó. Viết về căn nhà mơ ước ha. Căn nhà mà con muốn sống trong tương lai, ví dụ như là một căn nhà có hồ bơi, sân vườn, phòng tập thể dục vân vân. Con thích cái gì thì con cứ ghi vào ha. Ok, được không nào? Vậy ha. Bữa sau cô sẽ con show cho cô cái bài về căn nhà mơ ước của con ha. Ví dụ như là con muốn ở trong một căn nhà có 3 tầng, có bao nhiêu phòng ngủ, rồi có một cái hồ bơi, có một cái sân vườn, ví dụ vậy ha. Rồi ok, giờ cô sẽ tắt chế độ share màn hình ha. Tắt sao ta? Con tắt chế độ share screen cho cô đi. Con biết tắt. Rồi ok. Tắt sao tắt? À như cái gì mà con bấm vô cái chữ đúng rồi, stop đúng rồi. Rồi, ok, hôm nay mình sẽ học về kỹ năng đọc đúng không nào? Ok, so our topic today is Shelly Ride. Hôm nay mình sẽ học những cái bài về space ha, về vũ trụ. Rồi, đầu tiên let's look at the vocabularies. So, read out loud these words for me please. Đọc cho cô những cái từ này ha. Astronaut, space, spaceship, orbit, rise and set, the fog of gravity, jelly beans. Jelly beans, okay. The first word, astronaut. Đầu tiên mình đọc cái từ này là astronaut. 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 Từ thứ hai, space. Space. Space, đúng rồi. Spaceship. Spaceship. Orbit. Từ này chữ âm bờ con đọc là orbit mà là orbit. 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 Đúng rồi, nhẹ nhàng thôi ha, orbit. Rise and set. Rise and set. Rồi, cái từ này có nghĩa là mọc và lặn. Cô ví dụ thử một câu con đặt cho cô nha. Mặt trời mọc vào hướng đông và lặn vào hướng tây. Mình dùng hai từ này ha. Mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. Sun rise at hướng đông. Mặt trời, the sun. Hướng đông, the sun. Rise. Rise as. Rồi, hướng đông là gì nào? As east and set at west. Rồi, east đúng rồi ha. As east and set at cái gì? West. Rồi, east là hướng tây hay là hướng đông? East là hướng đông. Còn west là hướng tây. Ok, đúng rồi ha. Rồi. Rồi. Ngồi học vậy nè, đọc tiếng cô mà ngồi vậy đó hả? Yes, ok. Rồi, đúng rồi. Nhưng mà con không dùng với từ S cho cô mà con dùng một cái từ khác ha. In.
it. In, dùng in chứ không dùng at. Sun. The sun rise in the east. In the east and set. In the west. Okay, đúng rồi. Rồi, tiếp theo. Number 6, the force of gravity. The force of gravity. The force of gravity. Trong đây từ gravity có nghĩa là lực hấp dẫn. Rồi, đúng rồi. Gravity là trọng lực. Được chưa nào? The force of gravity là lực hấp dẫn, nhưng mà gravity là trọng lực ha. Tiếp theo, jelly bean. Jelly bean. Kẹo mềm, ok. Rồi, bây giờ cô sẽ cho con 30 giây để nhớ những cái từ vựng này, sau đó cô hỏi ha. Nhớ lưu ý cách đọc luôn nha. Time's up. Hết giờ rồi ha. Bây giờ cô sẽ tắt, tạm thời tắt. Rồi cô hỏi con nha. Rồi, cho cô biết mọc và lặn. Rise and set. Lực hấp dẫn. The force of gravity. Gravity, okay. Kẹo mềm. Jelly bean. Jelly bean. Phi hành gia. Astronaut. Astronaut. Rồi, tàu vũ trụ. Spaceship. Spaceship, không gian. Không gian là space. Space, very good, very good. Rồi, let's move on to the next word. Mình cùng tới cái từ tiếp theo ha. Rồi, con đọc rồi dịch cho cô nha. Work hard. Work hard. Right. Work hard. Special training. Special training. Special training. Research. 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 Find out. Find out. Find out. A way. A word, a word, a word. Honest, commit, commit. Đây ha, bữa hôm cô có chỉ commit. Con là con nhìn vô đây con sẽ biết được là cái dấu của nó nhấn vào chỗ nào đây ha. Con thấy cái dấu của nó không? Đây ha, cái dấu của nó nè. Đó, nó nằm ở chỗ nào là mình sẽ nhấn vô cái âm đó. Cái này nó nằm ở âm thứ hai mình sẽ đọc là commit. Commit. Đúng rồi. Rồi cái từ này ha, mặc dù là mình thấy là nó có chữ H ở phía trước, nhưng mà đây là chữ H cầm, nên mình sẽ đọc là honor. Honor. Đúng rồi, đọc âm O ha, bỏ âm H đi. Giống như chữ hour của mình ha, mình cũng bỏ đi cái chữ H. Rồi. Cô Năng nó nói ông H là ông cầm. Đúng rồi, âm H là âm câm ha. Honor. Nhưng mà trong trường hợp này thôi, chứ không phải là tất cả những trường hợp khác. Honors. Rồi, tiếp theo nha. Cô cũng cho con 30 giây rồi con. Nhớ cho cô, sau đó cô sẽ hỏi con thử ha.
Okay, time's up. Hết thời gian rồi ha. Okay, so now let's start with the first word. Rồi, huấn luyện đặc biệt. Special training. Research. Tìm kiếm. Research là nghiên cứu. Nghiên cứu. Rồi, danh dự. Danh dự là honors. 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 Cam kết. Commit. Commit. Cái chữ này mình nhấn âm 2, đúng rồi. Commit, động từ nhấn âm 2. Commit. Giải thưởng. Giải thưởng là giải thưởng là award. 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 Yes, award. Rồi, tiếp theo làm việc chăm chỉ. Làm việc chăm chỉ là work hard. Work hard. Okay. Rồi mình tiếp tục nha. So here it passes a reading test. So now I would like you to read on the passes and answer the question after that. Rồi bây giờ con sẽ đọc cho cô bài này ha. Đọc mỗi câu rồi dịch ha. Rai were an astronaut. Rồi chữ này chữ was. Chữ was này mình nhớ là mình đọc là was chứ đừng có đọc là were không ha. Was. Larry Wright was an astronaut. She was the first American woman to travel into space. She left Earth. She left Earth on June 15, 1983. She come back on June 24. She traveled before all the astronauts in spaceship Chandler ordered with us when something off space. Something it go around it. How long did I take Chandler's to orbit us? It took 1 day 90 minutes. Chandler orbit us 15 times in just 1 day. This means that right saw the sun right and set 16 times in 1 day. Rồi, đối với câu đầu tiên đọc lại cho cô nha. Sally Ride was an astronaut. Sally Ride was an astronaut. Was an astronaut. Was an astronaut. Very good. Rồi, tiếp theo. She, cái này cũng là có âm S à. She was, the first American woman to travel into space. Woman. Đúng rồi. Từ này là left. Đây là V2 quá khứ của từ leave. Đúng rồi. Đối với cái nam á, thì cô nghĩ là để dễ hơn thì mình đọc tách hai số ra ha. 1983 sẽ dễ hơn đúng không? 1983. Rồi, con dịch cho cô cái đoạn đầu tiên trước nha. Sally Ride từng là một phi hành gia. Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên đi vào không gian. Cô ấy rời khỏi trái đất vào tháng 6 ngày 18 năm 1983.
cô ấy trở lại trái đất vào tháng 6 ngày 24. Cô ấy từng đi đi thăm thám hiểm với 4 người phi hành gia khác ở trong tàu vũ trụ Challenger. Rồi, Challengers. Đây là cái tên của cái tàu vũ trụ này ha, Challengers. Rồi, từ traveled. Đúng rồi, travel là đi du lịch ha, đi du lịch cùng với bốn cái người phi hành gia khác. Rồi, số này mình đọc là 24. Có chữ TS ở cuối nè, nên mình đọc là 24. Đúng rồi. Right, the second paragraph. Dịch đoạn thứ hai cho cô nha. Tàu Challenger đã đi xung quanh quỹ đạo của trái đất. Khi những thứ quanh quỹ đạo không quanh quỹ đạo là khi có một cái gì đó quay quanh một cái gì đó. How long did it take? Để Chandler mất oh, wow. Bao lâu? Chandler mình đọc đi là Challenger. Challenger đi xung quanh quỹ đạo, đi hết quỹ đạo của trái đất. Đó là 90. Nó nhìn như 90 phút. Nó mất thời gian chỉ có 90 phút thôi. Nó mất thời gian chỉ có 90 phút. Gì là Challenger đi quỹ đạo, hết quỹ đạo trái đất 16 lần chỉ trong một ngày. Đúng đó. Đúng rồi. Cái tàu Challenger này thì nó xoay quanh trái đất, xoay quanh quỹ đạo trái đất trong 16 lần chỉ với một ngày thôi. Điều đó có nghĩa là mặt trời mọc và lặn 16 lần trong một ngày. Rồi, nhưng mà thiếu cô cái chữ này rồi, right saw. Right saw. Right. Right là tên của cái bà này ha. Right saw. Saw là quá khứ của từ see. Cái bà Rise này, bà đã thấy cái mặt trời mọc và lặn trong 16 lần một ngày. Đấy, ok, đọc lại cho cô từ này nha. Từ này mình đọc là orbited. Orbited. Challenger. Challenger. Đúng rồi. Rồi, giờ mình đi tiếp nha. Rồi, tiếp theo mình còn hai đoạn nhỏ nữa. Rồi con read and translate cho cô. Right, like, begin, an astronaut. Being. See, like, begin. Being. See, like, being. Right, like, being an astronaut. Being an astronaut. See, like, being in space. See, like how it felt when the force of gravity was not pulling her down. Without the force of gravity, she could flow from space to fly. With a wide space, she flies again to catch cherry pin. The cherry pin were floating too. She had cut right. The cherry to catch the cherry with her mouth. Rồi, một số những cái từ mình đọc lại cho cô nha. Right, like be in chứ đừng đọc là be in ha. Be in. Rồi, tiếp theo felt. Felt. Rồi là V2 quá khứ của từ feel ha. Cảm thấy. It felt. Rồi, từ này mình đọc là could float. Could float.
Đúng rồi. Could ha? Could. Could là có thể ha. Rồi, tiếp theo chữ jelly beans này. Con nhớ đọc có S cho cô ha. Jelly beans. Đúng rồi. Jelly beans. Rồi, bây giờ bắt đầu dịch từ cái đoạn write cho cô. Rồi, thích là một phi hành gia. Cô ấy thích ở trong không gian. Cô ấy thích nó cảm giác thế nào khi trọng lực, lực hấp dẫn không cho cô ấy xuống. Rồi, so like how it felt. Cô ấy thích cái xuống không? Cái cảm giác ha. Cô ấy thích cái cảm giác khi mà cái lực hấp dẫn đã không có, không kéo cô ấy xuống, không có lực hấp dẫn. Cô có thể nổi, cô trôi nổi từ nơi này sang nơi khác. Khi ở trong không gian, cô chơi một trò chơi để bắt những viên kẹo mềm. Các viên kẹo mềm đã nổi cho đã cũng trôi nổi. Rai hát Rai đã bắt những viên kẹo bằng với miệng của cô ấy. Đúng rồi, có nghĩa là khi cô ấy lên vũ trụ đúng không, nhưng mà cô ấy những cái viên kẹo mềm nó cũng lơ lửng, thế là cô ấy chơi giờ chơi là cô ấy sẽ đớp những cái viên kẹo đó. Ok, very good. So now let's move on to the next one. Okay, so we have two small paragraphs. Rồi, mình còn thêm hai đoạn phía sau nữa ha. Sally Ride Workers had to become an astronaut. She went to school for many years. She had to have special training. The training was hard work. Ride was a good astronaut. She went to in spite to time, Ryan then became a teacher. She worked hard and happy. Did this by research. When you research something, you study it. You try to find out new things about it. Sally Ryan received several awards of ways and honors for her work and continues to become committed to second education. À, đầu tiên đó là chữ work hard, không phải là work it hard ha. Work hard. Work hard. Đúng rồi. Special training. Từ này thì dễ. Special training. Rồi, tiếp theo research. Có âm chờ phía cuối ha. Research. Đúng rồi. Một lần nữa từ này mình đọc là honor chứ không phải là honor ha. Honor. Rồi. Honor. Đúng rồi. Continues. Continues. Continue. Rồi nhấn âm 2 cho cô. Continues. Tiếp theo committed. 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 Okay. Science education. Science education. Science education. Science, 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 education, science, education, education, education. Không phải du ha, mặc dù mình viết là du mà mình đọc là chu, education, education. Đúng rồi, science, education. Science education. Science education. Science education. Very good. Right. Translate it for me. Con dịch cái bài cho cô nha. Sally try làm việc chăm chỉ để trở thành một phi hành gia. Cô ấy đã đến trường trong nhiều năm. Cô ấy đã có một cuộc huấn luyện đặc biệt. Cuộc huấn luyện đó rất là khó khăn.
Try đã từng là một phi hành gia giỏi. Cô ấy đi vào vũ trụ 2 lần. Try đã sau này đã làm một giáo viên. Cô ấy viết sách và giúp nghiên cứu không gian. Khi bạn nghiên cứu một cái gì đó, bạn sẽ học nó, bạn cố gắng tìm hiểu về nó. Sally Try là đã nhận một số giải thưởng và danh dự cho cô ấy. Cô ấy danh dự for her work. Cô ấy làm việc và tích cực cam kết giáo dục khoa học. Rồi đầu tiên ha, award. She received several awards and honors for her work. Có nghĩa là cô ấy nhận những cái danh dự, đúng rồi, và những cái giải thưởng. For her work có nghĩa là trong công việc ha. For her work, work là công việc. Rồi and continue là tiếp tục, đúng rồi, cam kết là sẽ cống hiến cho science education, ngành giáo dục khoa học. Okay, so now let's move on to the next part. Yes, answer the question. This story is mainly about. Sau khi đọc câu chuyện, con rút cho cô cái câu chuyện này nói về cái gì ha? Nói về miêu tả về một người. Nói về cuộc đời của một người. Nói về cuộc đời của Sally Ride. Sally Ride. So you choose A, B, C, D, or D? The story many about B. A woman astronaut. Okay, that is the correct answer. How question number 2. What statement is true? Đó. Con thấy đang question number 1 mà. What statement is true? Câu nào đúng trong những câu sau đây ha? Đọc từ câu A đến câu D xem nào. Sally Wright. Sally was an astronaut. She was the first American woman to travel in space. She, yes. Rồi, câu A, Sally Wright wrote. Từ này mình đọc là wrote. V2, quá khứ của chữ write là viết sách đó. Sally Wright có viết sách không? Dạ có. Rồi, dẫn chứng ở đâu chỉ cho cô nào? Dẫn chứng nằm ở dòng thứ mấy? Đâu có. Không có, cô ấy không có viết sách đi dùng trụ mà cô ấy viết sách ở trên đó. Ok, wrote book in space. Không có. Ở đây mình hiểu là ở đây mình hiểu là viết sách về ha, viết sách về cái mảng vũ trụ. Về một cái là mảng she was book hippie. She works book and hippie trials by research. Rồi, and have direct by research. Vậy câu này đúng hay sai? À, đúng. Rồi, giờ mình thử tiếp câu B xem sao ha. Sally Wright did not like being an astronaut. Câu này là chắc chắn sai rồi, đúng không nào? Rồi, mình loại câu B ra ha. C, how about C? Sally Wright went into space 2 times, đúng không? Dạ, đúng. Dẫn chứng ở đâu ha? Ở cái chỗ nào ta? À, cái chỗ đó. À. She went to space 2 times. Rồi, dòng thứ mấy chỉ cho cô nào? Dòng thứ mấy? Dòng thứ 2, cô đoạn thứ 3. Rồi, dòng thứ 2, thứ 3. She went into space 2 times. Rồi, tiếp theo, D. How about D? She's right the fourth in space. Dạ, cũng đúng. Sally right like the fourth of gravity in space. How the evidence? Chỉ cho cô cái evidence. Show me the evidence. She like how it
found when the spy of Brazil for not filling her down with the flow of gravity, she got from she floated of gravity from gray to fly, while in spite she fled again to cut cherry beans. The cherry beans were floating till she dry had to catch the cherry beans with her mouth. Rồi, vậy là dẫn chứng ở dòng số 3 đúng không? Vậy cuối cùng thì những câu đúng là câu nào đây? Dạ là câu A, câu C và câu D. Rồi, giờ mình thử check the answer nha. Rồi, ở đây đáp án của người ta chỉ cho câu C thôi. When into space two times, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình đã bỏ sót thông tin rồi. Bây giờ mình phải quay lại một lần nữa kiểm tra xem câu A và câu D nó có thiếu cái thông tin nào không? Thử với câu A ha. Charlie Wright wrote books in space. Rồi mình quay lại mình đọc cái dẫn chứng hồi nãy nè. She wrote books and had direct space research. Ở đây người ta chỉ nói mình là wrote books nhưng mà không biết wrote books về cái gì. Cái phía sau mới là had direct space research. Có nghĩa là cái chữ space xuất hiện ở cái vế sau. Lại mình chưa chắc là cô ấy viết những cuốn sách về cái gì mình không biết. Mình chỉ biết là cô ấy chỉ có tham gia giúp đỡ vô những cái bài về nói về space thôi. Cho nên cái thông tin đưa ra không có được cụ thể. Nên mình phải loại bỏ câu A đi ha. Đúng không? Ở đây nè. Con hiểu ý cô không? Ở đây ha. She wrote books. Nhưng mà nó không có nói là book gì hết. Còn cái chữ space nó nằm ở cái vế sau. Nằm ở cái vế hacker. Là cô ấy có giúp để mà những cái người khác hay là gì đó viết những cái research, những cái bài về space. Chứ ở đây không có đề cập cụ thể là cô ấy wrote books về cái mảng nào. Viết sách về cái mảng nào ha. Nên nó vẫn chưa rõ thông tin nên mình phải bỏ câu A đi. Tiếp theo giờ mình chuyển sang câu D. Mình xem thử câu D nó bị chỗ nào ha. Charlie Wright like the force of gravity in space. Rồi mình trở lại cái dẫn chứng nằm ở đoạn thứ 3. Đã có nói là dòng thứ 3 đoạn thứ 2 đúng không? Ở đây có nói là she like being in space. Cô ấy thích cái việc mà ở trên vũ trụ. She liked how it felt when the force of gravity were not pulling her down. Rồi, câu này người ta nói là like how it felt, nghĩa là cô ấy thích cái cảm giác mà cái lực hấp dẫn không có kéo cô ấy xuống, chứ không phải là cô ấy thích cái lực hấp dẫn. Con hiểu không? Ở đây nó gài mình, nó cho những cái câu đúng mà na ná nha. Bây giờ mình phải tìm ngay cái câu đúng nhất. Nên mình đã bị gài bởi mình đọc không kỹ ha. Like the force, cô ấy thích cái cảm giác mà không bị lực nó kéo xuống, chứ không phải cô ấy thích cái lực hấp dẫn. Chỉ là thích cái cảm giác how it felt. Rồi, đây là đặt bẫy mình ha. Nhưng mà mình... Rồi, ok. Bây giờ cô nghĩ là mình không còn thời gian nữa nên bài đáp án của câu số 3 mình sẽ qua bữa sau mình sẽ làm tiếp ha. Rồi, con nhớ là bài tập về nhà của con là gì không nè? Dạ, viết về ngôi nhà mơ ước. Rồi, ngôi nhà mơ ước khác với ngôi nhà đang sống nha. Là cái ngôi nhà trong tưởng tượng của con á. Cái ngôi nhà mà con muốn ở trong tương lai và lại trong tưởng tượng của con. Dạ. Rồi, ok. Bye, see you again. See you later. Rồi, nhớ về học từ vựng ngày hôm nay cái bài đọc nha, cô sẽ hỏi lại đó. Dạ.